mọi người xem nha. Đây là ngã ba Trần Đình Xu rồi nè. Đó, nhà xưa là bây giờ đập rồi, xây lại rồi. Không biết ngày xưa đây là cái gì nữa. Nhưng mà dãy bán đồ chai này nằm bên đây nè. Đó. Đứng lại mát nè. Wow. Đó hồi xưa là bán đồ chai đây. Đó. Giờ là xây lại rồi. Rồi giờ chỉ bán bên đường thôi. Đó, toàn cảnh cái chợ, chợ năm nào nha, chợ nhỏ, chợ cũ. Đó, nhìn cái nhà rất là xưa luôn. Ở trên thì có người ở, ở dưới thì chợ thì có một ô, một số ô bỏ trống. Đó, mình giờ mình đi vòng ra cái hẻm phía sau chợ nè. Đi ra cái hẻm nước đá rồi mình quay lại, quay lại hỏi thăm cô cũ nha. Vòng qua cái chợ một bên hông cái chợ, chợ cũ. Hồi xưa anh thấy anh bán đó, anh nói là chợ cũ. Cái anh bán là nhà cháu của cô cũ. Đây nhà ba. Để mình nhìn ra bên kia là dãy nhà sàn ven sông ngày xưa nè. Bây giờ được giải tỏa rồi. Đây, mình vô. Mình vô cái hẻm mà. Ủa, cô cho hỏi cái hẻm nước đá là hẻm quốc tế được không? Đó đó, đó tường lại trái. Dạ, cái hẻm nước đá là giờ còn đâu còn nước đá. Cái gì vậy? À có một số bà con ở bên nước ngoài đó. Hồi xưa ở trong cái hẻm đá. Hẻm đá. À còn. Mà giờ con đâu có biết hẻm nước đá đó đâu. À. Đi đụng cái tường. Tới dạ. Tường vàng không? Bể trái đi thẳng vô là hẻm đá không dạ. Á. Ủa, ở đây là cái chung cư. Đây là kho. À, cái chung cư chợ cầu kho. Chợ cầu kho. Rồi mấy cái chợ nó dẹp rồi. Ừ, chợ dẹp rồi. Giờ bán đồ chai. Dạ. Giờ đó. Nó dẹp chợ rồi nó cắt cho chung cư giải nhà cho nên bán cho người ta ở á. À, ở dưới để trống gì? Ở dưới đây á là những người ở đây ở dưới á là hồi xưa là trong chợ nè. Dạ. Rồi nó mới nó phân tăng tăng rồi nó bán góp lại cho những người mà hồi xưa ở ở chợ. À. Ừ. Dạ. Mười mấy năm rồi. Dạ. Đó, năm 90 á. À. Hai mấy năm rồi. Nè cháu của cô cũ muốn nhìn thấy mấy cảnh này là mấy chục năm mà không về. À, cháu của cụ bán hủ tiếu đây nè. Dạ. Cháu dạ. Cụ bán đồ chai hả? Dạ. Bà cụ bán đồ chai ở bên kia. Dạ. Đó, giờ đi quay gửi cổ coi. Không nhìn là biết quay rồi đó. Dạ. Để giải tỏa. Dạ đâu có. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cụ bán đồ chai. À. Có bên nước ngoài hả? Dạ, cô Thủy gì đó, cô Thủy. Chắc cả tuổi cô. Cô Thủy hả? Thủy nào? Thủy Đào, tên Thủy Đào gì đó. Nó cháu cổ á. Dạ. Chắc đi lâu lắm rồi. Dạ. Nó cũng quên. Dạ, anh cảm ơn. Dạ. À, cô đây vui vẻ ha. Ở đây có cái đường lên chung cư nè. Đây sẽ tới đây là hẻm nước đá nè. Có lẽ cái video này hơi dài, bà con mình thông cảm nha. Đây là nhà xưa. Có vườn chuối là biết xưa nè. Ở Sài Gòn mà có vườn chuối là thấy. Ờ, chú làm ơn nhân hỏi cái hẻm nước đá. Trong này chứ ngoài này đi đường to này ai biết à. Dạ. À. Để ông xem ông này chứ. Dạ, rồi cảm ơn chú. Hẻm này rất là cũ. Bên trong là đường cùng mà. Đây. Quay cái nhà cổ cái mình đi ra nha.
giờ mới đi ra gặp cô cũ. Giờ mình ra đường ngã ba, ra đường Trần Đình Xu. Mấy nhà ở đây thì sang nhiều chủ lắm rồi. Nó sang cái hẻm 64. Bên đây là 42, hẻm 42 ha, ngay rạng biển. Rồi có mình nhìn lại vô hẻm nha. Có cô bán nước nào ở đây không? Có người quen kiếm này à? Thấy bán tạp hóa chứ không có bán nước. Cho mọi người nhìn lại cảnh vật ngày xưa nha. Cầu kho. Mình lại hỏi thăm cô Thủy Đào nữa. Ô cô cũ nữa là xong. Kết thúc hành trình bữa hôm nay, cảnh buôn bán ở chỗ quán chai chị cũ đây, 47 Trần Đình Xu. Có lẽ cô cũ là đây. Hoành Thánh Chiên hai bậc ba nè, tính mua rồi đó. Cô là cô cũ không con? Có gì không ạ? Có bà con gửi lời hỏi thăm cô nè. Bà con như cháu cô á, là cô Thúy Đào gì phải không? Là cô nói là đến quán chị cũ hỏi thăm cô Thủy. Cô Thủy là gì con? Cô đang bán à. Đưa cho con ngủ nó đi con. Để cái bàn đỡ mày lại đi con. Đưa cho con ngủ thôi, con nữa lại mai nè. Đưa cho con đi. Cô Thủy nói là lâu không gặp cô. Cô Thủy là cháu của ông Tư, con của ông Tư gì đó. Cô Thủy là con của chú Tư Bốn. Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi không gặp cô. Mấy chục năm không gặp cô, muốn nhìn thấy hình ảnh của cô. Chứ không phải cô ai vậy? Hả? Cô ai lớn đó, là con đó. Con gì là bà con thôi. Bà con. Đó, con hay ăn đây nè, con review mấy lần rồi. Rồi. Hỏi kiếm cô ai đó không? Cô ai lớn, có chị nó mới về đó, Thị. Thủy hả? Qua. Qua hả? Qua dạ. Thủy nó bảo lộ con. Gửi lộ thăm. Dạ. Rồi coi chỗ nhà ở mình, thông tin liên hệ này kia các kiểu. Có ai được ở trong đó. Dạ. Còn gì là bà con thôi. Con chỉ là gửi lời nhắn giùm thôi, chứ con cũng không hiểu quan hệ nên nhiều khi con nhớ nhiều khi con nói sai con không biết. Tại con hay ăn đây nè, nhà con gần đây. Cũng là con. Dạ. Dạ. Cô đó lớn tuổi chưa ta? Cô Thủy này nè. Lớn mà 4 mấy à. Không biết. Thủy phải 4 mấy tuổi luôn này. Cái này như cô Thủy Tư. Cô Thủy con của chú Tư Bốn. Dạ. Có hôm qua chị mới về đây nè. Vậy hả? Qua nó mới về nay mấy bữa nè. Đó là chị đó gửi lời hỏi thăm với cô cũ hả? Cô cũ. Dạ. Qua nó mới về, mấy ngày rồi. Dạ. Cô viết dài lắm, chị đó viết dài dữ lắm. Hả? Chị đó viết thư dài dữ lắm nguyên cái. Cô vô thăm cô hai nữa không? Cô hai nó bại lớn á. Cô hai nghỉ á. Dạ. Dạ. Mà ở gần đây hả? Đây nè. Cho. Dạ đi, cho con.
Dạ đi cho chị thấy cô đó, thấy cô hai để Huy không có dịp về. Qua chị nó... cô là cô của ở xóm này ha. À, cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Để khi đâu có về đâu biết. Rồi thông qua những hình ảnh này nè, cô đó nhìn coi đỡ nhớ nhà. Rồi mấy hình ảnh ở đây thì mình đâu có nghĩ tới đâu, đi xa mấy cái thấy nó quý. Dạ. Cô hai ruột của nó là chị của ba đó. Dạ. Ba có về đó. À. Chị có về đây nè. Dạ. Chị nó về đây được mấy ruột rồi. À vậy hả? Rồi vô đây cô có chị nữa đây không? Mấy bà con ở Pháp, ở Đan Mạch gì á, nhiều lắm. Mấy chị em luôn. Nếu bạn ngủ đã hết trang mấy nào. Thôi nếu ngủ thôi đừng phiền. Dạ rồi đó, thấy sẵn cho chị Thủy gặp người quen luôn nha. Ủa cô. Dạ. À, vậy thôi, hôm khác.